Xin kính chào quý khán giả và bà con ngư dân. Không khí lạnh đã và đang ảnh hưởng đến nước ta. Khu vực phía Bắc của Biển Đông bao giờ cũng là một trong những vùng có biểu hiện của không khí lạnh rõ nhất. Sang ngày mai thì trường gió Đông Bắc ở khu vực phía Bắc của Biển Đông sẽ mạnh lên mức cấp 5, có lúc là đạt ngưỡng cấp 6. Tình trạng biển động cũng bắt đầu xuất hiện. Sau đó, sang đến ngày 30 tháng 10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm. Trường gió Đông Bắc ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ mạnh lên cấp 6. Sóng biển cũng vì thế mà tăng lên trên 2 mét, đạt ngưỡng từ 2,5 cho tới 3,5 mét. Biển động, mưa dông thì vẫn xuất hiện nhiều. Vì vậy mà tàu thuyền lưu ý để đảm bảo an toàn. Không khí lạnh liên tục được tăng cường khiến trên vùng biển giữa của Biển Đông từ ngày 30 tháng 10 cũng sẽ xuất hiện trường gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6 gây biển động. Thậm chí là sang ngày 31 tháng 10, vùng gió mạnh còn mở rộng xuống cả khu vực phía Nam của Biển Đông, cũng như là vùng biển huyện đảo Trường Sa. Và tình trạng biển động sẽ đồng loạt xuất hiện trên tất cả các vùng biển vào ngày cuối của tháng 10 và đầu tháng 11. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa bà con ngư dân ở khu vực biển ven bờ vùng biển Vịnh Bắc Bộ cũng là một trong những vùng chịu ảnh hưởng sớm và mạnh của khối không khí lạnh phía Bắc. Trong đêm nay, mưa dông xuất hiện, gió tăng dần lên mức cấp 4, cấp 5 và còn tăng thêm trong những ngày tới. Sóng biển cũng sẽ tăng dần theo đà tăng của đới gió Đông Bắc. Vì thế mà các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực Vịnh Bắc Bộ với tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ cũng sẽ chịu tác động của hiện tượng mưa dông, gió tăng, sóng tăng, biển động trong những ngày tới. Đêm nay và ngày mai thì không khí lạnh chưa tác động đến thời tiết các vùng biển miền Trung. Vì thế mà trạng thái thời tiết tốt vẫn duy trì. Nhưng từ đêm mai sang tới ngày 30 tháng 10 thì không khí lạnh ở phía Bắc bắt đầu tác động tới. Khu vực biển từ Quảng Trị xuống tới Quảng Ngãi cũng như là tuyến hải trình ra khu vực huyện đảo Lý Sơn. Gió sẽ tăng dần, mưa dông xuất hiện và hoạt động của tàu thuyền cũng sẽ chịu tác động của mưa dông, gió mạnh cùng với sóng cao. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị.